Con chưa có tiền. Sao rau vô luôn nè? Con chưa có tiền. Xếp góc luôn vào. Rồi, khoan rồi. Mình chần sơ qua ha, để mình bỏ cái nước đầu này. Mình mua gừng, mình chần sơ cái nước bò đầu tiên. Mình chuẩn bị mấy cái rau sống rồi để ăn các bạn. Mình có từng cắt hành kia của mình ăn bớt không anh? Thôi chưa được đâu, mình đã đang nãy rồi. Cái đó có khi nào hành hương của mình cho nên nó chỉ do nhỏ thôi không anh? Không đâu, cái này cho muỗng, ớt, hành lá, hành tây, này xả với này có thơm nữa, cả cái thơm đúng không? Có răm, răm này coi coi cái cổ à, quên chưa qua bài này nó cái giống bảy sinh giống, giống vẫn ngon, vừa bị cắm vừa. Chị Mén đang ăn kìa, chưa xong rồi. Coi chị Mén làm gì vậy? Này tô màu, tô xong hết chưa? Rồi ok, để xíu nè. Bức này ngọc tô nè. Xem coi mẹ đang nột nè. Cái này có phải đảo không em? Nó dính xuống hay sao ấy mà. Sao đảo đây? Đông đá. Đông đá. Nấu ăn là ngon lắm các bạn. Ngọc lúc nào cũng khen mẹ hết ta. Mẹ mình nấu món nào cũng ngon á. Mẹ mình là number one phải không đi? Mẹ mình đi thi chắc là được giải nhất luôn á. Phải không? Phải các bạn. Đó, mình chần cái nước bò này đầu tiên rồi nè các bạn. Là nó có mùi bò nữa. Mẹ con ra
Thì hôm nay mình nấu món bún bò các bạn. Bò này mình mua gân là mình chần nước đầu sơ rồi nè các bạn. Xong rồi mình đổ bỏ cái nước này ha, mình lấy nước khác mình nấu cho nó bớt đi cái mùi bò các bạn. Đó, gân là mua bên trong ngon. Hello các bạn. Đúng rồi, con ngồi ở đó. Nhóc đang rửa rau phá nè. Lấy ghế con vô, lấy ghế ra ngoài đó ngồi đi, đây lúc sau không đừng ngồi bên phía này. Bên trong nước mà ngọt. Nước này thì mình bỏ. Dạ nè, ngọt xong. Cay quá. Sợ té luôn à. Các bạn ơi. Các bạn ơi. Đây cho tí bé nè. Đây mình đang lặt giá nè, mình lặt được rồi. Bây giờ mình sẽ lặt tiếp. Đâu? Đâu? Mình lặt cho các bạn xem. Được. Đây, bé đã nhặt được hai chậu rau. Bỏ cái này có giống không? Sao không làm luôn nào? Xả nè các bạn. Chi mén nè. Đó. Ở đây là mẹ đang là xào sa tế nè. Chà. Bà chủ. Bún bò gì thiếu chứ không thể nào thiếu sa tế. Sa tế nó mới ngon. Chăm nó các bạn. Bỏ miếng vô mình chấm gừng, chả, dầu. Cây nấm gì vậy ba mẹ? Ba mẹ ơi, cây nấm này cây nấm gì vậy ba mẹ? Con lấy là gì ạ? Con lấy đó, khoáng ra. Rồi bây giờ mình chăm nước vô ha. Gừng vô ha, gừng vô mình nấu cho nó mềm các bạn. Hello các bạn ơi, các bạn ơi, bỏ gừng vô, bởi vì bỏ nước thêm, bỏ thêm nước vô. Ngọc cái các bạn rất mẹ quỉnh cho nó ngọc rồi. Các bạn bỏ giò luôn nha các bạn. Các bạn ơi. Giờ mình chỉ có ninh cho nó mềm nữa thôi. Rồi kế tiếp đó là mình sẽ nêm nếm. Đợi xíu con. Các bạn đó ho luôn nữa. Các bạn ơi. Đó
xả thì mình cũng đập dập dập cho các bạn, mình chừa cái lá đó thơm bỏ vô luôn. Giờ cho sau mình vớt bỏ. Gan bỏ hết vô không em? Không, cái đó chiều. Nhiều. Đây cho em gái một chút nè. Cứ các bạn của anh. Ơi, hồi nãy mình lặt bao nhiêu là lá luôn á. Mẹ rửa rổ rau nè. Giá mình lặt đuôi cho nó sạch nó ngon các bạn. Nhà mình ăn thì mình vừa thẩm mỹ, vừa đẹp mà vừa cho nó sạch chứ. Gái này nhờ được rồi kìa anh. Nước sôi thì mình hả, mình vớt bọt nha các bạn. Ba mẹ kiếm ra, ba mẹ chở không đi mua tội nha ba mẹ. Ok. Chiều ba chở đi mua. Dạ, giữ lại mới nha. Vớt bọt rồi bỏ thơm rồi. Vớt bọt mình bỏ thơm vô, bỏ vô cho nó ngọt với lại nó thơm. Đây. Thơm thì cũng cắt miếng miếng các bạn. Rồi ok. Rồi sao con? Đi xe ngoài hả? Chiều nay ba mua bức tượng cho con để con được tô màu nha. Rồi ok. Mẹ đi luôn hả con? Rồi. Mẹ ở nhà. Bị đến giờ trưa rồi các bạn. Mình chuẩn bị bài rau này cận cảnh cho các bạn xem. Đây là những cái gia liệu với nguyên gia vị với nguyên liệu là này thịt chả các bạn, chả tiêu. Chả tiêu ăn bún bò ngon. Giò, gừng, đó rau sống. Còn cái này của mình gồm có rau răm nè các bạn. Hành tây, hành lá, ớt sắp tới. Giờ mình cho bún vô tô và mình sẽ múc nước lèo các bạn ha. Giò gân ngon. Các bạn thấy mình bán mình chưa cho mình xin ý kiến các bạn. Thank you.
sau thì mình múc nước này. Con ăn đi đã con được rồi con. Dạ, cho máy rồi. Mày thích rồi đi ngoài. Cho con tiêu đi mẹ. Baby là không ăn hành. Mấy bữa rồi. Không hành, không rau. Sâu một hoài, ngon không? Nói ngon các bạn. Và đây là nước cam chị Hai mới làm cho mình. Ủa hình như còn thiếu tô hả mẹ? Chị Hai đâu rồi mẹ ơi? Nói chị nấu đó nè. Nước đá có dư ra đây Hai ơi. Giờ ăn luôn con. Con không ăn thì con không ăn. Con muốn ăn thì con cứ ăn. Con không ăn thì con nhịn nhẫn. Bài con của tô của mẹ bà chị. Tô của mẹ đâu rồi? Mẹ cam này ngon quá. Vừa béo, vừa rơm, lại vừa đặc, vừa bé, vừa thơm thơm. Có tiêu gì cho ba chưa ta? Con chưa có tiêu. Cho rau vô luôn nè. Con chưa có tiêu. Xếp gấp rau vô luôn. Rồi, khoan ngọt. Ngon các bạn. Mình bán được chưa các bạn cho mình ý kiến nha. À, trộn lên nha anh. Ừ, trộn lên cho anh. Mời các bạn ăn. Ít mà con cay lắm đó nha. Rồi em. Còn em không tiêu không? Rồi, ấy tô của em đi. Mẹ ăn tiêu không mẹ? Con rắc cho mẹ luôn nha. Và rồi á, con bỏ nhiều quá bà cây á. Rồi, ngoại Ngọc ăn đi không? Cho nóng. Để đi. Con rắc tin cho mẹ luôn.
ăn đi con. Rồi mời tất cả các bạn cùng ăn đi Ngọc. Rồi các bạn cùng ăn. Sao ba không ăn? Ba ăn nè, tô của ba nè. Mời các bạn với anh chị cô bác cùng ăn với gia đình mình ha. Con kêu bằng bạn cùng bạn. Rất là ngon các bạn ạ. Đây. Tôi. Ba. Chào con. Ba ăn rồi ba vừa quay, ba vừa ăn. Đúng rồi. Vừa quay vừa ăn. Thôi chào tạm biệt tất cả các cô chú đi nào. Chào các bạn. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại những video clip sau nhé. Bye bye.